chồng Tiểu Thanh bật khóc khi xem hình ảnh camera ghi lại ảnh Sohu. Một năm sau kết hôn, Tiểu Thanh sinh cho chồng một đứa con kháu khỉnh. Mẹ chồng ở quê đã đến giúp vợ chồng Tiểu Thanh chăm sóc đứa trẻ được hơn 4 tháng, sau đó bà phải về quê vì đứa con gái thứ hai cũng sắp sinh. Thật lạ, sau khi mẹ chồng về quê, tính tình Tiểu Thanh bỗng trở nên nóng nảy. Cô luôn mất bình tĩnh một cách vô lý với chồng. Kể cả lúc chồng mua quà, đồ ăn vặt mà trước đây vợ thích cô cũng chỉ đón nhận chúng một cách thờ ơ. Cảm xúc bất thường của vợ khiến người chồng cảm thấy lo lắng. Sau đó, anh đọc được thông tin về chứng trầm cảm sau sinh từ Internet nên cũng nghi ngờ Tiểu Thanh mắc phải. Vì thế người chồng đã lén đặt camera trong nhà để theo dõi vợ mình, nhưng không ngờ những hình ảnh từ camera lại khiến anh rơi nước mắt. Theo đó, mỗi đêm đứa trẻ thường thức dậy 5 hoặc 6 lần nên Tiểu Thanh không bao giờ được ngủ ngon. Thậm chí có những lúc đứa trẻ còn khóc dữ dội nên cần nhanh chóng cho ăn, kiểm tra tã. Không ít lần Tiểu Thanh còn phải bế con trên tay để ngủ. Đặc biệt, có một lần chồng Tiểu Thanh thấy con tự mình trèo lên bàn sofa. Lúc này người vợ đang nấu trong bếp, vì sợ đứa trẻ xảy ra chuyện, cô đã chạy hết tốc lực đến mức bị ngã, đầu gối túa máu. Nhưng cô không quan tâm đến bản thân mình. Cô nhanh chóng trèo lên ghế và ôm con vào lòng. Xem lại hình ảnh này, chồng Tiểu Thanh đã bật khóc, anh chợt hiểu ra lý do vì sao vợ mình trở nên nóng nảy như vậy. Các đấng mày râu nên biết rằng, công việc chăm trẻ rất vất vả, vì thế nếu có thể vào buổi tối các ông chồng hãy dành nhiều thời gian với con để vợ có thêm thời gian nghỉ ngơi. Cuối tuần, thay vì dành thời gian cho những sở thích riêng, hãy nhận phần chăm con để vợ có thời gian cho riêng mình, giảm bớt sự mệt mỏi kéo dài cả tuần qua. Và đừng quên nói lời cảm ơn, yêu thương tới vợ của mình để tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy.